Không ồn ào, Mạnh Quỳnh cùng ba cô con gái Phi Nhung nhận tin vui mà cả đời Hồ Văn Cường chưa có được. Tưởng chừng câu chuyện Phi Nhung Hồ Văn Cường theo thời gian sẽ lắng xuống, nhưng không, khi Ngọc Sơn lên truyền thông công khai rằng các xê của Hồ Văn Cường là 200 triệu một show diễn, thì những người được cho là fan hâm mộ của cậu ca sĩ mới lớn lại réo tên Phi Nhung theo một cách không mấy tử tế gì. Trên thực tế, 200 triệu đó gần như là số tiền Bầu Thụy và Ngọc Sơn cho Hồ Văn Cường để đánh bóng tên tuổi của cả ba. Đó không phải mức cát xê cố định mà show diễn nào cũng sẽ trả cho Cường. Nói dễ hiểu hơn, Bầu Thụy cho em Cường số tiền cao hơn những bầu show bên ngoài trả rất nhiều. Tuy nhiên, một số bộ phận người hâm mộ của cậu ca sĩ mới lớn lại không hiểu được điều đó, cứ ngỡ rằng Cường bây giờ là sao số hạng A nên đem số tiền 200 triệu khoe như một chiến tích và để nói kháy, để mỉa mai, quản lý Diễm Phạm cũng như Phi Nhung. Đỉnh điểm của sự tranh cãi khi bà chủ trung tâm Thúy Nga Marito chia sẻ một trạng thái nói về ân nghĩa trước sau để nhắc nhở một người nào đó, thì rất nhiều người hâm mộ của Cường chưa cần biết sự tình đã vơ vào nói rằng bà chủ trung tâm ghen tị với Hồ Văn Cường, rồi lấy đó làm cái cớ đẩy những tranh cãi trên mạng chửi qua mắng lại, mặc dù biết rằng những hành động đó xuất phát từ sự hâm mộ muốn tốt cho cậu ca sĩ trẻ, nhưng họ không nhận ra rằng bên vực một cách mù quáng bất chấp như vậy là đang làm hại chính Hồ Văn Cường. Họ đang bị ảo tưởng về con số 200 triệu mà Ngọc Sơn công bố, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thôi họ sẽ hiểu, nếu trả các xe kiểu vừa trả vừa cho tặng như vậy, Bầu Thụy có thể trả 1 tỷ cũng được. Chẳng lẽ lúc đó lại tung lên khắp các mặt báo Hồ Văn Cường có các xe 1 tỷ một show hay sao? Làm như vậy chẳng khác nào dâng lên cho cậu ca sĩ trẻ một bữa ăn sẵn. Nếu muốn giúp ai đó, hãy cho họ cần câu, chứ đừng cho con cá. Có một dẫn chứng đơn giản về cách giúp đỡ. Trung tâm Thúy Nga và Mạnh Quỳnh đưa ba cô con gái qua Mỹ biểu diễn, thực hiện video ca nhạc Mẹ Về Thiên Thu. Thậm chí sau 9 ngày ra mắt, ca khúc này vẫn nằm trên trang thịnh hành của Việt Nam, điều mà cả sự nghiệp của Hồ Văn Cường tính đến nay chưa từng có. Bà Marito không ồn ào, không khoe sẽ trả các xê 200 triệu, nhưng giúp các con ra sản phẩm âm nhạc, tiếp cận với nhiều khán giả hơn, nhờ Mạnh Quỳnh dìu dắt. Điều đó có tốt hơn chuyện Bầu Thụy cho tiền Hồ Văn Cường hay không thì mọi người cũng đã rõ. Nói như thế không phải để so sánh ai hơn ai, mà chỉ để phân tích cho những ai đang nghĩ bà Marito ghen tị với Hồ Văn Cường, thì nên tỉnh táo lại, hãy nhìn xem tầm nhìn của bà chủ Thúy Nga đang ở đâu và cậu ca sĩ mới lớn đang ở vị trí nào. Mới đây, Mạnh Quỳnh cũng bất ngờ bị kéo vào lùm xùm này khi có nhiều trang tung tin rằng anh viết tâm thư lên tiếng về Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là một bức thư của người hâm mộ. Mời quý vị cùng nghe xem nội dung là gì mà khiến cộng đồng mạng chao đảo như vậy nhé. Người hâm mộ viết như sau. Xin gửi đến anh ba Ngọc Sơn và bé Hồ Văn Cường. Thưa anh, từ lúc Phi Nhung mất, tên tuổi và hình ảnh của anh trên các trang mạng xã hội còn nhiều hơn cả những gì Phi Nhung đã làm cho đời. Anh luôn xuất hiện với tư cách một người thầy ân cần và rất tâm lý với học trò cưng. Nhưng nào biết những hành động của anh lại đang giết chết một đứa trẻ, dung túng cho một sự phủi bỏ trách nhiệm, thứ mà một người nghệ sĩ hay bất kỳ ai luôn để nó nằm trên đầu. Anh luôn nói anh rất thương Phi Nhung, nhưng ngược lại anh đang làm tổn thương Phi Nhung. Chính anh đã làm cho đại gia ngáo tên Thụy nào đó chà đạp Phi Nhung mỗi ngày, sẵn sàng bỏ tiền cướp lấy Hồ Văn Cường để thiên hạ phải trầm trồ khen ngợi tấm lòng cưu mang của mình. Mà nào biết đây là hành động trơ trẽn ấu trĩ của hai người đàn ông đối với một người đã khuất. Thưa anh luôn nói đạo hiếu, vậy đạo hiếu trung thành của một con người anh vẫn chưa học tới đúng không anh? Trên đầu anh là mẹ, dưới anh là khán giả, cho nên cả cuộc đời anh không có một người thầy nào dẫn dắt. Anh chẳng cần phải biết ơn ai ngoài khán giả. Nhưng với Hồ Văn Cường, Phi Nhung vừa là mẹ, vừa là một người thầy. Hồ Văn Cường đã làm gì được cho Phi Nhung? Hay là Phi Nhung phải đổ thêm công sức để tạo thêm danh tiếng cho đứa con nuôi chí cốt của mình? 6 năm qua, Phi Nhung chưa bao giờ nhận công mình giảng dạy. Còn anh chỉ đến với Hồ Văn Cường dăm 3 ngày. Anh phô trương như một người thầy vĩ đại. Nhỡ may, mai này Hồ Văn Cường thành công, chắc người đời càng chửi Phi Nhung, không biết còn từ nào diễn tả. Anh ơi, anh có nghĩ cho Phi Nhung không? Nếu anh thương Phi Nhung thì tại sao anh không thương những đứa trẻ còn lại? Thế mới là người có tâm,
Nếu anh nói Hồ Văn Cường rất đáng thương, vậy những số phận bên cạnh không đáng thương gấp trăm ngàn lần hả anh? Anh đã lầm khi cưu mang một kẻ vô ơn bạc nghĩa rồi đó anh ạ. Vô ơn khi nói xấu người thầy, bạc nghĩa khi người thầy chết đi, một cây nhang thăm viếng cũng không có. Vậy đây có phải là người học trò tốt không anh? Tôi nói thật, Hồ Văn Cường thay vì tự đi bằng đôi chân, tôi còn cảm thấy thương hơn. Còn đằng này, Hồ Văn Cường vẫn lợi dụng sự thương hại của nhà giàu mà sẵn sàng bay đến họ trong vòng một nốt nhạc. Xem ra em bé này thích sống trải thảm hoa hồng hơn là tự đi chông gai để trải nghiệm thành công. Tôi thấy cái chết của Phi Nhung đã chịu ấm ức rất nhiều chỉ vì đứa con nuôi này. Thực ra Hồ Văn Cường là người tốt trong mắt nhiều người, nhưng với Phi Nhung, trong mắt cô ấy đã sớm nhận ra sự phản bội và kết quả hôm nay là thế đó. Tất nhiên cũng có lý do riêng của Hồ Văn Cường, cũng chỉ vì nghèo và nghèo, nhưng nghèo chứ đâu phải không biết đối nhân xử thế. Không có người ta, sao có mình đúng không anh? Cớ gì anh lại tạo cho một đứa trẻ một sự lựa chọn hào nhoáng, hư ảo, thay vì chấp nhận năng lực của chính mình? Anh có biết Phi Nhung đau lòng lắm không khi biết Hồ Văn Cường nói xấu mình? Đâu phải đôi câu chuyện đồng tiền. Đổi lại bản thân anh, nếu không mạnh mẽ và từ bi như Phi Nhung, thì anh có vượt qua và tha thứ không anh? Phi Nhung rút hết ruột gan, ngày đêm lao lực kiếm từng đồng để vun đắp chăm lo đầy đủ cho đàn gà con của mình. Vậy mà anh lại không biết điều đó. Anh lại chỉ biết Hồ Văn Cường sung sướng khi mọi người ca ngợi, mà lại chưa hề nhắc đến cảm ơn Phi Nhung và Ngọc Sơn sẽ thay mặt em hay cùng nhau nắm tay đưa Hồ Văn Cường đến lại 100 ngày của Phi Nhung. Những hành động nhỏ nhặt nhất này, một người thầy như anh còn không làm được, thì mai này đạo đức của học trò anh cũng vậy thôi. Thôi thì nuôi cũng đã nuôi rồi. Người ta nói đường dài mới hay sức ngựa. Nuôi con ngựa này, coi chừng mai này ngựa nó đá vào mặt thì đừng trách ai, hãy trách mình. Trước bài viết này, một số khán giả cũng để lại ý kiến như sau. Ai buộc dây thì người đó tự cởi dây đi chứ. Giờ vô trang mạng nào cũng đầy rẫy hình ảnh và phát ngôn của ông bầu. Mấy fan của Hồ Văn Cường đều đem hình ảnh và phát ngôn của ông chửi rủa phía cố ca sĩ Phi Nhung mà chẳng cần biết câu chuyện có thật hay không. Hồ Văn Cường 18 tuổi rồi, phía Phi Nhung giải quyết xong, nếu bầu Thùy thích thì đón về nuôi, chả có vấn đề gì hết. Phi Nhung nuôi nhiều con nuôi không cha không mẹ, hiện các cháu lớn đều yêu mến, tiếc thương mẹ, còn các cháu nhỏ thì do các sư cô chăm sóc. Riêng Hồ Văn Cường có đủ cha đủ mẹ, cả gia đình sống gần Phi Nhung thì lại mang đến nỗi đau ồn ào nhất khi cuối đời. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, huống chi là mẹ nuôi. 5-6 năm không phải là không có công sức, tiền bạc và tình thương. Bầu Thụy nên quan tâm và nâng đỡ những đứa con, em, cháu của những nạn nhân Covid đang cần sự giúp đỡ hơn. Ngọc Sơn rất rành về chữ hiếu, đạo làm con. Lý giải giúp mình là Phi Nhung có 23 người con nuôi. Mấy cháu lớn luôn yêu thương và cảm ơn mẹ vì đã dạy dỗ chúng, cho chúng sự nghiệp và làm người có đạo đức. Còn Hồ Văn Cường 18 tuổi rồi và là người duy nhất đẩy Phi Nhung vào thị phi lúc cuối đời. Nếu Hồ Văn Cường đúng, chẳng lẽ 22 bé còn lại sai, yêu thương mẹ là giả dối hay bị ép buộc? À mà nhiều cháu đã ra ở riêng rồi vẫn yêu quý Phi Nhung. Chỉ cần các con Phi Nhung và tất cả những người trong công ty của Phi Nhung gỡ bỏ tất cả trang mạng và không đưa tin tức trong nội bộ gia đình ra ngoài, không đưa ý kiến gì về Phi Nhung và Hồ Văn Cường, thì những bà tám trên mạng không có gì để bàn luận. Chuyện thị phi này đến đây là dừng được rồi. Nhiều văn nghệ sĩ ở ngoài cũng cố bám danh tiếng làm gì, không hay ho gì đâu. Đây cũng là hồi kết cần có cho những câu chuyện kéo dài từ khi ca sĩ Phi Nhung qua đời. Đó là bình luận một vài vị khán giả. Còn quý vị thì sao? Hãy để lại suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi.